Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 28 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối khí lạnh phương Bắc liên tục bổ sung xuống phía Nam. Ngày hôm nay, các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ nằm sâu trong khối khí lạnh khô nên thời tiết khá ổn định. Về đêm và sáng, trời hầu như không mưa, trời lạnh với nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ, vùng núi và núi cao có nơi thấp hơn. Ban ngày trời có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ tại phía Đông Bắc Bộ và 26 đến 29 độ tại phía Tây Bắc Bộ. Tuy nhiên, trong khoảng trưa chiều, độ ẩm giảm thấp nên sẽ có cảm giác hanh khô. Với kiểu thời tiết này thì sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là sản xuất của người dân. Từ ngày 31 tháng 10 cho tới những ngày đầu tháng 11, nhiệt độ sẽ giảm thêm, về đêm và sáng sẽ dao động trong ngưỡng rét, còn ban ngày cũng sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Thời tiết thay đổi là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nhiều mầm bệnh. Những người có hệ miễn dịch yếu, đặc biệt là trẻ nhỏ thường dễ mắc bệnh. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần bổ sung các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày, chăm sóc và theo dõi sức khỏe của trẻ thường xuyên để phòng bệnh kịp thời. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, ngoại trừ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa có thời tiết khá tương đồng với các tỉnh Bắc Bộ nên duy trì thời tiết phổ biến là ít mưa trong 3 ngày tới. Tiết trời hanh khô, đêm và sáng trời lạnh, mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh còn lại của khu vực, cụ thể là từ Hà Tĩnh cho đến Bình Định, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc dồn xuống kết hợp với địa hình nên tại đây có mưa vừa, cục bộ có nơi với lượng mưa khá và rải rác có dông trong ngày 29. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do mưa kết hợp với không khí lạnh nên nền nhiệt trưa chiều tại đây sẽ duy trì ở ngưỡng là từ 26 đến 29 độ tại phía Bắc khu vực và từ 28 đến 31 độ ở phần phía Nam khu vực. Sau đó, từ ngày 30 tháng 10 cho đến những ngày đầu tháng 11, toàn miền trời phổ biến ít mưa. Riêng khu vực Thanh Hóa cho đến Huế, đêm và sáng trời lạnh, ban ngày nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Trở vào phía Nam đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong cả 3 ngày tới phổ biến ít mưa, có chăng cũng chỉ vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Riêng khu vực Tây Nguyên, đêm và sáng se lạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 29, ngày 30, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 31, phổ biến không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 26 đến 29 độ, sau giảm nhẹ còn 25 đến 28 độ trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày 29, ngày 30, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 31, phổ biến không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt trưa chiều ổn định ở ngưỡng là từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ngày mai có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 30, ngày 31 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 31, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 29 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 30, ngày 31, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều dao động là từ 28 đến 31 độ. Trở vào khu vực Tây Nguyên, từ ngày 29 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 29 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày 29 và ngày 30 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 31 phổ biến không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trưa chiều ổn định ở ngưỡng là từ 25 đến 28 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh trong những ngày tới trên khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng hoạt động mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động. Mưa chủ yếu xuất hiện ở diện vài nơi, ban ngày trời vẫn có nắng. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!